Sufanan, số 11 Bodin Fala, số 3 đội trưởng Therathon, số 6 Sarak, số 17 Ekanit Padia. Tiếng còi của vị trung tài người đá bóng Trung Hoa Xuyên Trang cũng đã được cất lên. Hiệp 1 màn đỏ sức giữa Brunei và Thái Lan cũng đã chính thức bắt đầu. Ở trong hiệp đấu đầu tiên, Brunei sẽ bảo vệ phần sân bên trái mà gạch thú vị và bên Ekanit Padia. Rất chính xác, cơ hội dành cho Thái Lan, đối mặt, cung vào! Bodin Fala, và chuyền bóng của Therathon, đưa vào, đây rồi, 1-0 dành cho Thái Lan. Sau những sức ép thì cuối cùng, Thái Lan đã tìm kiếm mạnh lưới của Brunei thành công với một cú chạm trong khu vực vùng 5m50. Chưa được sức ép, thể lực là điều mà chúng ta sẽ được kiểm chứng ở trong khoảng thời gian còn lại này của các cầu thủ Brunei. Vẫn kịp, vẫn là các cầu thủ Thái Lan. Supanan, Adisak, không vào. Một cầu thủ của Brunei đã phá bóng ngay trên phạt vôi. Therathon đều sâu vào cột 2, 2-0 cho Thái Lan. Bàn thắng đến ở những giây phút cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1. Và người lập công đó chính là Terasidangda. Bàn thắng thứ 20 của Terasidangda ghi được cho đội tuyển quốc gia Thái Lan những lần tham dự AFF. Và đá đầu không thể cản phá của Terasidangda. Rất gần, bóng vẫn đi đúng vào một vị trí an toàn của Hamie. Thêm một cơ hội dành cho Thái Lan, đưa bóng, không vào. Người vào sân thay người cho Adisak là Proramet. Đối mặt dành cho Terasidangda. Hơi chủ quan. Pha bóng không thể nào tốt hơn mà những người đồng đội đã thắng tưng bừng dành cho Thái Lan, thì đó sẽ là sự khởi đầu tuyệt vời dành cho đội bóng Quân Kinh. Suýt chút nữa đã có pha đấu lưới nha. Ba Phi là người suýt chút. Đã đâu? Lần này thì nó lại tiếp tục đi đúng vào vị trí của Hamie. Therathon, Sasalat, rồi không vào, nhưng vẫn có bàn thắng thứ ba dành cho Thái Lan. Bàn thắng đến tương đối là may mắn sau cú sút. Không thể đánh bại được Hamie. Sau đó thì bóng trúng cái đầu gối của Hamie và đập ngược trở lại. Các đường truyền có lẽ họ sẽ không thực sự hài lòng và quyết định thổi penalty dành cho các cầu thủ Thái Lan. Với các cầu thủ chơi chuyên nghiệp thì họ cũng biết cách để câu về một quả đá 11m. Quả đá penalty này, Peradon vẫn vào. Mặc dù Hamie đã đoán đúng hướng nhưng cú đá của số 8 là đủ lực và tương đối hốc hiểm. 4-0 cho Thái Lan. Khẽ chạm tay vào bóng, thành này đã bày tỏ sự tiếc nuối khi anh đã không thể cản phá thành công. Sufanan, Therathon, Peradon, tuyệt vời, đó là bàn thắng đẹp mắt và là cú đúp của số 8. 5-0 dành cho các cầu thủ Thái Lan. Cú đúp của Peradon, cú đá sấm sét của số 8. Khi mà đối phương đã không. Not a good person but trying to do good.